Mẹ, bây giờ mà ăn kem chắc đã lắm á. Mới hết bệnh mà ăn kem cái gì không biết à? Có hết bệnh rồi, con khỏe lắm. Thôi 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 đi, mẹ nói không ăn là không ăn nha. Cô ơi, muốn ăn kem không ta? Mẹ, con ăn kem á. Ông chiều ghét rồi, nó hư luôn á. Nay đi học có vui không? Con được 10 điểm môn toán. Trời dữ ta. Nay muốn ăn gì rồi, ba dẫn đi ăn. Thôi, về ăn cơm mẹ nấu cho mẹ la. Trời mẹ luôn, ba bảo kê cho. Hôm nay con đi biển với bạn á, mai con về nha, con ở lại. Mà con nói với mẹ chưa? Đã nói với mẹ là mẹ cho rồi, chứ con mà nói mẹ là mẹ chửi con á. Đâu có được, lỡ có chuyện gì rồi sao ba giải thích với mẹ bay được. Con đi nhanh con mà. Cẩn thận đó nghe. Yeah, cảm ơn ba. Thấy chưa, thấy em hay không? Đi anh. Không có lụng bánh xe má ơi. Mày thay nhớt chưa? Ê, hình như chưa á. Thôi để tao dắt về cho ba tao thay. Sao không thay đây luôn đi, đợi ba mày thay chi nữa. Thôi giờ ba tao thay quen rồi, dắt về cho ba tao thay. Rồi má này lớn già đầu rồi nghe. Thay đây luôn đi, kìa có cái tiệm kìa. Vô thay. Anh ơi thay nhớt giùm em nha. Mày nói tao mới biết mấy cái này luôn á, chứ hồi giờ ba tao làm giùm không mà. Đâu có dính vô mấy cái này đâu. Má này sắp lấy chồng tới nơi mà mở miệng ra là nhờ ba hoài. Con dù lớn vẫn là con của ba.